cứ sẽ bước lên sân khấu danh dự của gia đình. Phát tặng quý vị, các anh, các chị và các bạn với tình cảm và ca khúc của chàng trai Đức Tốn yêu thích nhất. Cô đã hát được bản tin, được cái giọng này em. Cô với giọng này em, đấy, cô với giọng này em. Cháy ra khu. Anh giữ mơ hoa.